Bạn Tân Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm hơn 14 năm. Và nhân đây thì Tân Đại Dương trong tháng 9 này có tuần tham vấn trường cấp lên tại địa chỉ là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Thời gian sẽ là từ ngày 3 tháng 9 năm 2013 đến ngày 7 tháng 9 năm 2013. Và mong là quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có thể đến đây để được các chuyên viên tư vấn miễn phí cho các bạn về thông tin trường cấp lên. Và trường Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan Inc. của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá, 30 quốc gia toàn cầu. Tập đoàn đáp ứng được nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Chương trình đào tạo ở Kaplan hợp tác với các trường đại học danh giá ở Úc, châu Âu và Mỹ. Kaplan Higher Education Academy giảng dạy chương trình từ chứng chỉ cao đẳng, cử nhân đến thạc sĩ và MBA. Chương trình giảng dạy được liên soạn nhằm đào tạo các kỹ năng cần thiết để mà sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực đa dạng. Và các chuyên ngành đào tạo bao gồm Đại học Dublin có chương trình cử nhân tài chính 18 tháng, cử nhân quản trị 18 tháng, cử nhân marketing 18 tháng, cử nhân quản lý hậu cần 18 tháng, cử nhân quản lý tài sản và ngân hàng 18 tháng, cử nhân quản lý nhân sự 18 tháng, thạc sĩ quản trị 12 tháng, thạc sĩ tài chính 12 tháng. Đại học Northumbria của Anh Quốc, cử nhân thương mại và quản trị quốc tế 16 tháng, cử nhân thương mại và marketing 16 tháng, cử nhân danh dự thương mại và quản lý hậu cần 16 tháng, cử nhân quản trị du lịch và khách sạn quốc tế 16 tháng, thạc sĩ kinh tế và quản trị marketing 15 tháng, thạc sĩ kinh tế và quản trị du lịch khách sạn 15 tháng, thạc sĩ kinh tế và quản lý tài chính 15 tháng. Đại học Murdoch ở Úc có chương trình cử nhân bằng kép cho các chuyên ngành về quản trị kinh doanh, marketing, tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh doanh quốc tế, quản trị du lịch khách sạn, truyền thông đại chúng, PR/IT, tâm lý học 16 tháng. Và khi mà các bạn đến với tuần tham vấn của công ty Tân Đại Dương thì các bạn sẽ được tư vấn chi tiết về trường, học bổng cũng như là điều kiện ăn ở của học sinh khi qua Singapore du học tại Kaplan. Một số hỗ trợ đặc biệt từ công ty Tân Đại Dương như sau: tặng phí làm hồ sơ du học trị giá 5,9 triệu đồng, tặng phí đăng ký ký túc xá, tặng 100% phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ, tặng 100% phí sinh thư mời nhập học, miễn phí kiểm tra anh văn cho sinh viên chưa có IELTS, hỗ trợ sinh viên sau nhập học tại các trường, hỗ trợ cho sinh viên trước khi đi du học, đang du học và sau khi du học, hướng dẫn các bước khi mà nhập học tại Singapore, hướng dẫn đóng học phí sau khi mà sinh viên đạt được visa, miễn phí tiền nhà ở, Úc ký túc xá cho sinh viên, miễn phí tham gia buổi chia sẻ kỹ năng trước khi đi du học với chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm đã từng du học và tốt nghiệp tại các khoa huấn luyện trong và ngoài nước. Và để biết thêm thông tin chi tiết về du học Singapore thì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc gọi ngay đến số hotline 0838 38 2080 được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.